Long ơi. Xin kính chào quý vị và khán giả, hiện tại em Min đang có tại mặt tại đỉnh Phan Xipang. Hôm nay là một cái thời gian vô cùng và đặc biệt về ý nghĩa đối với cả vùng Tây Bắc nơi đây. Lúc 7 giờ sáng hôm nay thì là nhiệt độ rơi vào từ âm 1 độ C đến âm 5 độ C. Thì là tuyết bỗng rơi ở trên đỉnh Phan Xipang trắng xóa. Hiện tại là em Min đang đứng trực tiếp tại ở đỉnh Phan Xipang, muốn live stream lại cho tất cả quý vị khán giả cùng xem cái hình ảnh đẹp nhất, tuyệt đẹp nhất. Tuyết rơi để trời đón năm mới. Thì hiện tại là chúng ta đang đi những cung đường. Các bạn đấy là chữ sáng sớm nay thì là 7 giờ sáng này, các bạn ở bên khu du lịch San Gua đã ghi lại những cái khoảnh khắc đẹp là Phan Xipang 3143 ngày 28 tháng 12 2022. Hiện tại là các bạn đang thấy thì tôi đang đi vòng xung quanh ba sàn cột cờ để gửi đến quý vị và khán giả đang live xem live stream trực tiếp tại bên San Gua Phan Xipang Legend để chứng kiến những khoảnh khắc hết sức là đẹp. Hiện tại dưới chân tôi là tuyết dài, tuyết rất là dày, hiện tại tuyết có rơi tầm từ 5 đến 10 cm. Thì hiện tại các anh chị cũng đã thấy, thì đây là những cái bước chân đầu tiên của tôi đang đưa quý vị và khán giả đến với một cái nơi gọi là thiên đường tuyết rơi. Các bạn thân mến, thì hiện tại là Phan Xipang đang tổ chức lễ hội mùa đông tại ở khu du lịch San Gua Phan Xipang Legend. Tuy nhiên rằng hôm nay là một ngày hết sức đặc biệt và ý nghĩa, là tuyết rơi trên đỉnh Phan Xipang, nhiệt độ hiện tại đang là 1 độ C. Như các bạn đã thấy là hình ảnh tuyết đang trắng xóa ở tại trên đây. Các bạn thấy video này thật là ý nghĩa cũng như là thật là hạnh phúc thì hãy chia sẻ cũng như để lại bình luận, tin nhắn những cảm xúc thăng bậc của mình trước khi mà chào năm cũ và chuẩn bị là chào năm cũ và hoan nghênh năm mới. Thì hiện tại là chúng ta đang ở bên ba sàn cột cờ, thì chúng tôi sẽ đưa các bạn đến với cả là đỉnh Phan Xipang để các bạn để chiêm ngưỡng được cái vẻ đẹp cũng như là khoảnh khắc thật vi diệu tại nơi đây. Các bạn thấy thế nào, có thấy phấn khích không? Nếu mà phấn khích thì các bạn hãy chia sẻ cho admin cũng như là tất cả bạn bè được biết tới cái khoảnh khắc vi diệu ngày hôm nay. Hiện tại là theo chúng tôi, theo bước chân của tôi, từ bậc thang 1, chúng ta sẽ đưa các bạn lên đến với đỉnh Phan Xipang. Các bạn ơi, cái tuyết thì hiện tại vẫn đang bám đầy ở tại Phan Xipang nhé. Các bạn hãy lên với Phan Xipang để thần tượng được cái khoảnh khắc tuyệt vời và vi diệu ngày hôm nay. Đây các bạn đây, nhìn thấy sàn này. Đây các bạn nhé, đây chưa có một bước chân nào mà bước lên đỉnh đây. Các bạn cảm thấy thế nào? Hiện tại là phía tôi, trước đây tôi là một đỉnh Phan Xipang. Tuyết trắng xóa luôn cả nhà nhé. Ai order tên thì comment tại đây nhá. Hiện tại thì là để có thể cho du khách có thể được lên đây trải nghiệm. Các bạn hãy nhìn tay tôi nhé, vuốt từng người này. Nào đừng đi vào kia nhá. Đây các bạn, cái cảm giác thật là vi diệu không? Đây các bạn nhìn thấy trắng xóa thế tuyệt vời không các bạn? Đây nhà là những cái tuyết đầu tiên đây, nhìn trắng xóa luôn nhé cả nhà nhé. Ui. Đây chỉ bám theo những cái lốt chân này đã đi sẵn rồi. Còn những lốt chân chưa đi thì là để mời du khách khán giả cùng lên. Mọi người lên nhanh kịp nha, tuyết vẫn đang rơi dày nhá. Nào anh đứng vào đây đừng máu chỗ đấy để tí quay phim nữa. Đây nha các bạn nhá. Ở trên đỉnh Phan thật là tuyệt vời. Đây là cho các bạn xem. Tuyết hôm nay thực ra là trắng xóa luôn để chào đón năm mới. Wow. Hiện tại là nhiệt độ đang liên tục giảm các bạn ạ, âm 1, âm 2 độ C tại đỉnh Phan Xipang rồi. Đây các bạn nha, mình sẽ cho các bạn để thưởng thức cái cảm giác sung sướng như thế nào khi khi được tận mình cầm với băng với tuyết. Wow. Những cục băng tuyết tại trên đỉnh Phan đây. Wow, lạnh tuyệt vời. Cảm giác là tuyết ở trên đỉnh Phan thật là tuyệt vời các bạn ạ. Wow.
Đây là những hình ảnh tuyết. Đây là món quà đặc biệt của thiên nhiên đem tặng. Quay đây, quay đây. Phóng viên báo Lào Cai không thấy đâu nhỉ? Đây các bạn nhá. Hình ảnh cái tuyết này các bạn. Long ơi, bay toàn cảnh anh Long ạ. Các bạn cảm thấy tuyệt vời như thế nào? Hãy để lại bình luận cũng như là cảm xúc thả tim cho Emin đang tác nghiệp tại đỉnh Phan siêu băng. Hiện tại nhiệt độ đang ở âm 1 đến âm 2 độ C. Lá cờ Tổ quốc chuẩn bị tung bay ngạo nghễ giữa đỉnh thiêng nước trời. Nào xuống dưới nào. Tuyệt vời phải không các bạn? Quá tuyệt vời. Flycam. Hiện tại là flycam cũng như là công tác là dùng những máy chuyên nghiệp để quay lại cái khoảnh khắc tuyệt vời và vi diệu ngày hôm nay. Tuyết vẫn đang rơi cho các bạn nhé. Các bạn nhìn thấy trắng xóa cả một vùng trời chưa? Wow, đây. Tôi chỉ cần nứt nhẹ trên cái lan can này đã tuyết thật là tuyệt vời đấy. Các bạn có cảm giác sung sướng khi mà được tuyết như thế này không? Hiện tại tuyết vẫn đang rơi nhé các bạn nhé. Đây là mình đẩn nhẹ nhàng đẩn những lớp băng ở trên đỉnh Phan Xê Băng đấy. Và phía dưới kia chúng ta là trắng xóa luôn. Đây các bạn nhá, lá cờ ngạo nghễ bay tung bay trong gió trên đỉnh Phan Xê Băng và phía dưới là tuyết trắng xóa luôn. Chuẩn bị xách ba lô và đi thôi các bạn ơi. Nam ơi xuống đi Nam ơi. Để quay cam nào. Đây, đừng ok, Khánh Béo Thu Hương nhá. Đây. Ở trên này thực ra là nhiệt độ âm 1, 2 độ C thôi. Nhưng mà mình mặc quần áo ấm như thế này vẫn bình thường mà các bạn, không có gì đâu. Đây nha các bạn nha, đường xuống đỉnh Phan hiện tại đang trắng xóa luôn. Xin chào tất cả khán giả của Sunwood Phan Xê Băng Nation. Hiện tại tôi đang ở trên đỉnh Phan Xê Băng để live stream lại những khoảnh khắc tuyệt vời và vi diệu của thiên nhiên đem tặng cho ngày hôm nay. Như các bạn đã biết là hôm nay là thời tiết cũng là 1 độ 2 độ C. Tuy nhiên là trong buổi sáng ngày hôm nay thì là hiện tượng vi diệu đó đã xuất hiện tại đỉnh tuyết rơi vào lúc 7 giờ sáng các bạn ạ. Thì là khoảnh khắc này là hết sức vi diệu, cho nên là tôi ngay buổi sáng sớm tôi đã phải lên đỉnh Phan Xê Băng để live stream lại những cái khoảnh khắc vi diệu trực tiếp tại đỉnh Phan Xê Băng cho các bạn cùng xem cũng như là trải nghiệm được cái khoảnh khắc tuyệt vời này. Các bạn thấy đẹp không? Nếu đẹp rồi các bạn hãy để lại bình luận hay là để lại những cái like, trái tim để cùng đồng hành với chúng tôi tiếp tục đi đến với live stream những khoảnh khắc đẹp. Wow, tuyệt vời. Thôi thôi đừng có chui vào đấy nữa em ơi. Để cô ấy đã tí nữa. Vào đi, người ta vết chân mà, lấy chụp ảnh thôi. Chào khán giả của VTC Now, hiện tại chúng tôi đang có mặt. Ok. Và vết chân này đang là từ âm 1 đến âm 5 độ C ạ. Tuyệt vời. Đây, xin mời các bạn hãy đi có khoảnh khắc ở trên đỉnh Phan Xê Băng. Đây. Hai ơn. Cái gì nhờ? Tú ơi, sao chụp cho anh nhiều ảnh với nhá? Vâng. Đây, mời các bạn đi vào những cung đường mà chưa cung đường mà buổi sáng sớm này là chưa ai đi. Đây, chỗ này. Đây các bạn, đây là những bước chân này chưa ai đi để đợi du khách tới này. Wow, thật tuyệt vời. Các bạn thấy hứng thú và phấn khích không? Hãy xách ba lô và lên đỉnh Phan Xê Băng ngay và luôn để được chiêm nghiệm và trải nghiệm những khoảnh khắc vi diệu thật là tuyệt vời. Chẳng có gì thú vị hơn khi được đặt chân trên tuyết rơi. Và đặt và nghĩ như hơn là đang ở độ cao 3.143 m. Làm người tuyết không anh? Làm người tuyết đi em ơi. Tuyệt vời. Đẹp quá cửa nhà. Đây là những du khách hết sức may mắn và đặc biệt đã đặt lên trên chân lên đỉnh Phan Xê Băng sớm nhất ngay này. Ừ. Nhớ chụp cho anh thì trên cao nhá. Đây Nam ơi, chụp anh ý ảnh bằng máy chuyên cơ với. Đó. Đây nhá các bạn nhá. Wow, thật tuyệt vời khi thấy bạn Phương Đặng thả wow.
Anh xuống đây quay đây này. Các bạn bây giờ tôi muốn cho các bạn thưởng thức cái khoảnh khắc mà chúng tôi đang lặn tuyết, ông già tuyết ở trên đỉnh Phan Xê Băng. Đây là những bức chân tay của cán bộ nhân viên Phan Xê Băng đang thực hiện cái làm ông già tuyết. Xin chào tất cả các bạn, xin chào Tuyết và Tú. Các bạn cảm nhận thế nào khi mà đang ở độ cao và lặn núi tuyết như thế này? Rất là phê anh ạ, rất là tuyệt vời. Các bạn muốn gửi cái gì để cho khán giả trong cái khoảnh khắc tuyệt vời ở đây không? Thật sự là khoảnh khắc tuyết rất là hiếm có, thì mong rằng tất cả du khách chúng ta sẽ cùng đến với đỉnh Phan để cùng chiêm ngưỡng hình ảnh và có những hình ảnh tuyệt đẹp. Xin cảm ơn bạn Tú đến từ Săn Đua Phan Xê Băng Legend, người đang tạo được cái tác phẩm là ông già tuyết ở trên đỉnh Phan Xê Băng. Đây là khoảnh khắc mà các bạn đang thấy là ông già tuyết ở trên đỉnh Phan. Chị ơi, làm vào những vết này này nhá. Lên sớm đi. Vâng. Nghe thấy mùi thế em lên ngay. Rất là nhiều các du khách hiện tại là đang lên đỉnh Phan Xê Băng bằng được. Đây là sự biến tấu của thiên nhiên của đem tặng cho chúng ta ông già tuyết. Vậy đi vào đây và tất cả vào đây chụp ảnh những các thứ cho anh đi. Chưa vào đấy vội, chưa vào đấy vội đâu. Ui, thằng anh rồi. Các em ơi đứng ở đấy, đứng dai vào đấy nhá. Để có những khoảnh khắc tuyệt vời đây. Wow, lạnh quá. Các bạn nha, nhìn ông già tuyết đang ở trên đỉnh Phan Xê Băng nha. Cả nhà lên đỉnh thôi. Và đẹp về hơi nữa. Đây nha, cảm giác nhá, mấy anh em đi vào cái chỗ gọi là đã dẫm rồi ấy. Đây là cờ tung bay ngạo nghễ trước đỉnh trời đất trời, đỉnh Phan đất trời nhá. Còn gì tuyệt vời hơn khi mà chúng ta xách ba lô lên và lên đỉnh thôi. Cái hiện tượng tuyết đang rơi đây là hiện tượng hiếm có trong tự nhiên. Và nó là thật là đặc biệt nữa. Đây cảm giác nhá, chúng ta đi đẩy những lớp băng những tuyết ở trên đỉnh nhá. Đấy. Wow. Tuyệt vời phải không các bạn? Đây nhá. Ok, livestream đến đây kết thúc. Hẹn gặp các bạn mà lên đỉnh Phan Xê Băng sớm nhất nhá.